Rất vui khi quý thính giả đã quay trở lại. Kênh Caron Radio, kênh chuyên đọc lại những câu chuyện ma, chuyện tâm linh hấp dẫn. Quý khán giả có những câu chuyện tâm linh muốn chia sẻ cho mọi người cùng nghe thì hãy gửi mail cho kênh nhé. Kênh tổng hợp lại và đọc cho mọi người cùng nghe. Tập truyện hôm nay, Caron Radio hân hạnh giới thiệu câu chuyện ký túc xá có ma và những câu chuyện tâm linh có thật. Mời quý khán thính giả cùng lắng nghe câu chuyện anh ba xe lôi sợ ma ngày trước ở châu giang địa phận này nối với thành phố châu đốc an giang bằng bến phà châu giang ngay phía trước trường cấp 3 võ thị sáu huyền thoại thì có một chú chạy xe lôi mọi người hay gọi là ba nổi tiếng sợ ma khắp khu đấy hễ chỉ cần nghe ai kêu lên từ ma thôi là chú này đã sợ mặt mày xanh như lá chuối sau này chú có vợ và chuyện xảy ra khi vợ chú có bầu ngày xưa đau đẻ ở khu vực làng quê này nếu là buổi tối thì chỉ có cách tìm bà mụ hoặc tự sinh đẻ ở nhà luôn á. Chứ muốn đi bệnh viện thì phải qua phà, tối thì phà không có. Đêm đó, vợ chú đau đẻ. Chú sợ ma lắm mà nhà không còn ai. Nên ban đêm, chú đành phải dắt chiếc xe lôi của mình ra để chạy về xã Châu Phong, đón bà mụ về đỡ đẻ cho vợ mình. Đang chạy xe được một lúc, vị khách này khều lưng chú và nói Anh ơi, anh coi dùm tôi con mắt tôi bự không nè. Người khách nữ vừa nói vừa lôi con mắt trong hốc mắt ra khoe chú. Chú ba ngoắc lại nhìn thì nói, trời ơi chị siếc hay vậy trẻn, mà mốt chị làm siếc buổi sáng đi buổi tối, tôi nhìn hỏng có rõ. Nói đoạn chú quay đầu hì hục đạp xe tiếp, trong đầu thì nghĩ đại khái kiểu, đàn bà con gái khuya rồi đi ra đường còn cuộn nữa, đang sốt ruột mà còn siếc siếc gì không biết. Khoảng một phút sau khách lại khều nhẹ lưng chú, anh ơi quay lại cái đi tôi nói nghe nè chú ba lại ngoái đầu lại thì lần này vị khách vươn cái tay dài ra vệ đường vuốt những hàng cây bụi bên đường trong khi chiếc xe đang lướt đi chú ba lại sừng sốt và nói bà chị siết hay quá luôn đó tôi đi coi hội trợ mà đâu thấy người ta siết được giống vậy mà thôi tối rồi để tôi chở bà chị cho nhanh tôi cũng đang có chuyện gấp nè xong chú đạp tới gần ủy ban xã châu phong và dừng cho người khách xuống thì quay lại không thấy đâu chú ba mới bực mà nói không có tiền thì nói đi, tôi cho đi chùa. Bày đặt làm siếc cho tôi coi trừ nợ chi vậy. Đang gấp ai đâu có hứng coi. Xong chú tiếp tục chạy thẳng lên để qua nhà bà mụ, cách không xa phía trước để đón bà. Chuyện sau đó thì mọi chuyện cũng êm xuôi. Vợ anh mẹ tròn con vuông. Sau đó, chị vợ có hỏi anh sao tối đó gan dạ thế. Thì anh mới bảo là do trời thương, tôi đi mà có bà khách đi cùng cũng đỡ. Còn được bà làm siếc cho coi nữa nên không sao hết. Vừa nói, anh vừa diễn tả lại những gì xảy ra trong chuyến đi đó cho vợ nghe. Chị vợ mắt chữ A mồm chữ O, rồi nói lại, Tí nó ơi, tôi thấy ông gặp ma rồi đó. Nghe vợ nói câu đó, chú ba sững người, té xỉu. Các cụ ngày xưa có câu rằng, thần cây đa, ma cây gạo. Nhưng ít ai lại nghĩ đến quỷ trên cây dừa bao giờ đâu đúng không? Và mình cũng biết rất nhiều người ở đây đang không biết nhận dạng về quỷ và ma ra sao. Và tại sao ma lại sợ quỷ? thì ngày hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện của mình và phân tích để cho các bạn hiểu rõ hơn nhé. Câu chuyện này bắt đầu vào năm 2006, lúc đó mình khoảng 11 tuổi ở cái tuổi vô lo vô nghĩ đối với mình, khoảng thời gian đó là vui vẻ nhất. Nhưng cũng vì chính những suy nghĩ non nớt và sự tò mò về những chuyện vượt qua tầm kiểm soát đã xem chút đẩy mình và những người bạn đồng trang lứa vào cửa tử. Nỗi ám ảnh đó mình vẫn nhớ như in là khoảng 11 giờ trưa. Lúc đấy ba mẹ mình vẫn còn làm việc ở ngoài ruộng, nên đa phần mình sẽ ở nhà với ông bà ngoại. Thì vùng nông thôn sông Hồ ao nhiều, nên đối với một thằng thích khám phá những thứ mới mẻ, thì chuyện bắt mình phải ở nhà chắc chắn là không bao giờ được. Và cũng từ đây là bắt nguồn cho mọi chuyện về sau. Khi trốn được ông bà ngoại để ra ngoài chơi, thì mình có rũ thêm vài người bạn nữa là Trí và Thịnh vốn là chơi thân từ thuở mới lọt lòng nên khi nghe tin mình rủ đi chơi là cả bọn đã tụ tập tại đầu thôn. Nói sơ qua về khung cảnh của quê mình chút nhé. Ở đây chắc cũng có vài người biết về Sa Đồng Tháp đúng không nhỉ? Và theo trí nhớ của mình thì năm 2006, Sa vẫn chưa được gọi là tỉnh hay thành phố như bây giờ đâu. Mà thời đó còn hoang sơ, dữ lắm. Nên chuyện ma quỷ xuất hiện lúc đó nhiều là chuyện rất bình thường. Sau khi rũ dê được đồng bọn, thì thằng Trí có nói là bên thửa ruộng của ông Bảy đối diện là bãi đất hoang, nên có gì cả bọn sẽ chơi ở đó, vì dù sao chỗ đất đó cũng là đất vô chủ, nên vui chơi sẽ không sợ bị đuổi. Thì mình nghe vậy nên cũng khoái chí gật đầu hối thúc thằng Trí dẫn đi liền, vì thời đó nói chung đất hoang nhiều, chính quyền chưa can thiệp, nên hễ đến chiều hoặc trưa là cả mấy đứa nhóc trong thôn sẽ rũ nhau ra đó để chơi sau khi băng qua thửa ruộng của ông bảy thì đối diện là mảnh đất hoang thật nhưng thứ mà trên bãi đất hoang đó làm cho mình và thằng thịnh trưng hững là trên bãi đất này không hề có một ngọn cỏ hay cành cây nào luôn nhưng chỉ duy nhất là phía giữa bãi đất lại xuất hiện một cây dừa không cao mấy nhưng trổ quả rất nhiều do là con nít cộng thêm suy nghĩ chưa hiểu biết nhiều nên khi trông thấy thì càng thêm khoái trí vì chơi ở đây vừa không sợ rắn rết lại còn được uống nước dừa miễn phí thì ngu gì mà không chơi thế là cả bọn túa nhau vào chạy nhảy thỏa thích cho tới khi mệt lạ người thì cả đám mới nhớ đến cây dừa ở giữa bãi đất hoang rồi nhìn nhau kiểu như thằng nào sung phong leo lên thì trong nhóm chỉ có thằng thịnh là giỏi leo trèo nhất nên khỏi phân chia thì cũng biết thằng nào phải leo rồi nhưng khi thằng thịnh vừa leo lên đến ngọn cây thì mình có nhìn lên để xem thì hoảng hồn. Khi thấy phía sau thằng Thịnh có một cái bóng đen thui đang ngồi lùm lẳng ở ngọn cây. Mới đầu cứ nghĩ là chắc do quáng gà nên có thể nhìn nhầm. Nhưng tới khi thằng Trí vỗ vai mình, khuôn mặt nó tái mét như tàu lá chuối, hỏi mình là Ê! Mày có thấy cái gì phía sau thằng Thịnh không? Vậy là mình không hề nhìn nhầm hay quáng gà, mà đích thị bóng đen phía sau kia là có thật. Lúc đó sợ nói ra thì thằng Thịnh sẽ té Mà từ ngọn xuống tới đất Ít nhất cũng phải 5 mét lỡ mà té xuống Thì chỉ có mà gãy chân tay Nên dù thấy cái bóng đen đó đang thù lù phía sau thằng Thịnh Nhưng mình vẫn im lặng Và ra hiệu cho thằng Trí đừng la làng Nhưng chưa kịp định thần Thì cái bóng đen kia đang ngồi trên thân cây Đột nhiên nó phóng một phát qua thằng đối diện với thằng Thịnh luôn Bây giờ im lặng hết nỗi rồi Nên mình là thằng la đầu tiên thịnh ơi trước mặt mày có ma kìa thằng thịnh đang say sưa bẻ rửa nghe tiếng mình kêu thì ngó đầu xuống chắc do trên cao nên nó nghe không rõ cứ trơ mắt rồi hả lúc này thằng trí vừa chỉ tay về phía con quỷ rồi vừa hét mụ nội mày điếc hả có con ma trước mặt mày kìa lúc này thằng thịnh như nghe được thì nó bỏ luôn việc nạc bẻ rửa rồi nhìn lên thì nó u ớ vài tiếng xong ngã nhào xuống đất cũng may là mình và thằng trí phản ứng kịp nên dù có té cũng không đến mức nặng chỉ có chảy xước tay chân thôi vừa té xuống thằng thịnh như hồn siêu phách lạc khuôn mặt trắng bệt miệng mấp máy ma nghe đến đây dù sợ đến muốn đái ra quần nhưng tay vẫn nắm chặt vai thằng thịnh rồi đứng dậy vừa kéo theo nó vừa khóc um trời ông bảy nghe thấy mình tay vừa kéo thằng thịnh đang như thằng không hồn còn mình thì mặt mùi tèm lem phía sau là thằng Trí chả khá hơn là mấy thì ông bảy có chặn lại và chửi Tụi mày, tụi mày có phải chui vào cái bãi đất đó đúng không? Trời ơi, ngu ơi là ngủ. Vừa chửi xong, thì ông Bảy có nắm tay thằng Trí dẫn vào nhà của ông rồi dặn dò là ở yên đây để ông đi kêu ba mẹ của ba thằng qua rước về. Thế là cả ba thằng được một trận đòn thập tử nhất sinh luôn. Bị trận đòn thừa sống thiếu chết, rồi còn bị ba mẹ cấm túc, không cho ra ngoài chơi nữa vì cái tội dám đi đến những nơi không cho phép. Vài ngày sau thì ông Bảy cũng có ghé qua nhà mình để hỏi thăm sức khỏe, cũng như tình hình của mình ra sao. Thì lúc này mình có nghe trộm được cuộc nói chuyện giữa ba mẹ và ông Bảy như sau. Ông Bảy nói, tụi bay để ý mấy đứa nhỏ cái. May là hôm bữa tao vô tình đi ruộng về mới biết chứ không là tiêu rồi. Ba mẹ đáp, dạ con cảm ơn chú Bảy nhiều. Thiệt tình là tụi con cũng làm việc đầu tắt mặt tối nên đưa cho ông bà ngoại giữ. Nhưng có biết là bọn nhỏ trốn đi chơi đâu mà chú Bảy cho con hỏi là mảnh đất hoang đó có từ khi nào vậy chú? Chú Bảy nói, nói chung là chuyện dài lắm, nếu mà kể ra có khi tới mai cũng chưa chắc đã hết. Nhưng thôi, tao tóm gọn lại để tụi bay biết mà, dè chừng mấy thằng con của bay lại. Mảnh đất đó ngày xưa, tao nghe đâu là của mấy ông quan huyện, thời cố lỉ cố lai nào rồi. Nhưng không biết cớ sự ra sao hay thế nào mà tự dưng giữa mảnh đất lại mọc ra cây dừa đó mới ghê đó chứ cũng có người định chặt bỏ nhưng hễ đưa cán búa vào thì không bị này cũng bị kia rồi cũng có mời thầy về cúng bái nhưng toàn đến rồi lại lắc đầu bỏ về hỏi thì mấy ông thầy đều không dám nói thẳng chỉ úp mở là không giúp được rồi cuối cùng mảnh đất đó mấy cha quan huyện cũng từ bỏ cho tới giờ luôn nhưng mà có cái chuyện này chắc má tụi bây cũng biết đó là dân ở đây đồn rằng trên cây dừa đó có quỷ lúc đầu tao cũng không tin vào chuyện tào lao đó đâu tại nhà tao sát bên mảnh đất đó mà có thấy gì đâu. Nhưng đến cái đêm nước lên, tao định đi ra ruộng để xã nước sợ giống lúa chết. Thì tao có ghé mắt qua đó xem. Thì tao thấy có cái bóng của một người đàn bà cứ đứng ở dưới gốc rửa đó. Mới đầu tao tưởng đứa nào đêm hôm lại ra đó đứng, nên tao có gọi hỏi. Mà tao gọi hoài, nó vẫn đứng im như pho tượng vậy. Cho tới khi tao định mặc kệ thì trời đất ơi tụi bay tin hồng là tao thấy rõ ràng cái bóng đó nó đang ở dưới đất mà chỉ một cái chớp mắt là nó đã leo tọt lên ngọn cây y như đi bộ luôn tao thấy xong là tao biết lời đồn có thật nên tao đi te te không dám nhìn lại luôn nghe xong câu chuyện của chú bảy ba mẹ của mình người nào người nấy tái xanh hết cuộc trò chuyện kéo dài tầm hơn một tiếng thì chú bảy cũng ra về và rồi chính ngay trong đêm hôm đó bản thân của mình gặp ngay ác mộng cái giấc mộng này mình nói thật với các bạn là nó chân thực đến mức khi nhớ lại óc cục, nó nổi dần dần luôn. Trong cơn mơ mình thấy bản thân lại đứng ngay mảnh đất hoang đó, chung quanh chỉ là một màu đen tối mịt, và trong tiềm thức, mình vẫn chỉ nhìn thấy duy nhất cây dừa bí ẩn đó. Chưa biết chuyện gì diễn ra thì từ trên ngọn cây có giọng nói có chút khác thường, giống như là nữ, nam nữ nữ, cất lên như này. Thằng kia, mày dám cả gan đến nhà tao, rồi còn hùa theo đám bạn của mày leo lên nhà tao để phá, thì hôm nay tao sẽ bắt tụi mày theo tao để hầu cho tao. Vừa nói dứt câu thì từ trên nhảy xuống, một nhân dạng trông vô cùng khiếp sợ. Cái thân hình thì cao lêu nghêu, tay chân thì dài như cái đòn gánh. Đáng sợ nhất chính là khuôn mặt đầy những vết nhăn. Hai mắt thì đỏ tươi như máu, cái miệng thì răng nanh mọc ra lỏng trộm. Vừa thấy là theo quán tính mách bảo là phải chạy, thế là mình chạy thục mạng về phía trước. Lúc này mình đã sợ đến tê dại người rồi, nên vừa chạy mình vừa khóc miệng không ngừng kêu ba mẹ phía sau con quỷ đó vẫn đuổi theo sát nó cười lên khàn khặc giọng cười nó vang dội khắp nơi cứ tưởng là đến đây coi như xong rồi thì chân mình vấp phải cái gì đó té nhào ra phía trước cũng là lúc mình giật mình tỉnh lại vừa mở mắt thấy ba mẹ ngồi nhìn mình với vẻ mặt hốt hoảng là mình lao vào ôm chầm lấy mẹ mà khóc thét lên luôn mẹ có hỏi là mình thấy cái gì mà kêu la ghê vậy nhưng vì vẫn còn quá sợ nên mình chỉ biết khóc và khóc thôi. Cho đến sáng hôm sau, mình mới hoàn hồn mà kể lại cho ba mẹ nghe. Thì vừa nghe xong, hai người như đã hiểu ra chuyện gì nên đã tức tốc dẫn mình đi qua nhà chú Bảy. Thì khi nghe ba mẹ kể lại chuyện của mình thì chú Bảy cũng hoảng lắm nên kêu ba mẹ mau dẫn mình đi lên ngôi chùa ở xóm bên vì bên đó có ông sư trụ trì đã đắc đạo nên chuyện ma quỷ này sư trụ trì sẽ giúp được. Nghe chú Bảy nói vậy là ba mẹ dẫn mình tức tốc đi qua ngôi chùa đó liền. Nhưng bất ngờ là khi đến ngôi chùa thì tình cờ phát hiện được gia đình của Trí và Thịnh đều đã có mặt ở đây. Khi ba gia đình hỏi thăm qua lại thì cả ba gia đình đều ngỡ ngàng khi biết rằng ba đứa tụi mình đều bị chung một giấc mơ quỷ dị đó. Và rồi sau khi kể rõ ngọn ngành cho vị sư trụ trì kia nghe thì mọi người mới tá hỏa. Khi biết được rằng kẻ mà đã hù dọa thằng Thịnh ở trên cây dừa và rượt đuổi cả bọn trong giấc mơ, chính là con quỷ sắp thành tinh đã tồn tại gần 100 năm. Và gốc cây dừa đó chính là nhà của nó. Vì khi tụi mình đặt chân đến mảnh đất đó và leo lên cây để phá phách, thì con quỷ đó đã chấm hết cả ba thằng. Và sư trụ trì có nhấn mạnh là nếu chậm khoảng 2 ngày nữa là coi như trời cứu, chứ không ai cứu được nữa. Vì con quỷ nó đã bắt hồn cả ba thằng rồi. Và sau khi nói chuyện thì sư thầy có kêu để ba tụi mình ở lại chùa để thầy trì chú cho con quỷ không dám đến gần mà bỏ cuộc, không bấy tụi mình nữa. Sau tầm một tuần thì mình và Trí về trước do tụi mình chỉ bị nhẹ. Chỉ có thịnh là phải ở lại thêm một tuần vì nó bị nặng hơn khi đối diện thẳng mặt với con quỷ kia. Và sư thầy có tặng cho mỗi đứa một vòng chuỗi hạt mà mình vẫn đeo đến hôm nay. Chuyện Thuê trọ gặp Ma Trêu Năm trước khi lên đại học, em đã thuộc chú Đại Bi rồi nên lúc mơ thấy ma cũng ghê. Nhưng kiểu như mình có vũ khí trong tay rồi ấy, nên không sợ hãi vô vọng nữa mà chiến tới cùng. Tính em thì cũng hiền, nhưng mà hơi cục nếu động chạm thái quá. Năm đó, em lên đại học thì tự tìm một phòng trọ với tiêu chí thoáng đãng sáng sủa, có cây có vườn ở trước càng tốt. Thế là em tìm được một phòng vừa mới xây xong ở Văn Trì, Cầu Diễn. Mà sau này em biết, cái khu ấy vốn là nghĩa trang người ta bốc dọn đi để thành khu dân cư hay gì đó đại loại là sau rất nhiều dãy trọ sinh viên ở đó. Em thuê trọ giá 900 ngàn một phòng, chưa kể điện nước. Trước mặt thì có vườn bưởi mỗi mùa hoa nở thơm ơi là thơm. Ban ngày nắng chiếu đến mặt nếu như không đóng cửa sổ. Ôi đúng tiêu chí em cần rồi. Nhưng có điều mà em thấy sợ chính là ngủ ở đó. Mỗi đêm ngủ đều hay mơ thấy các cụ già. Mà các cụ rất nhây. Thường thì một hai cụ lên thôi, xong dẫn em ra cái miếu cách đó khoảng đâu hơn một km. À cái này hoàn toàn trong mơ nhé. Rồi còn hay đuổi đánh em. Mỗi lần các cụ như thế, em lại đọc chú Đại Bi. Em cứ đọc, các cụ cứ đối diện em, cười nói xong bảo. Mày đọc đi tao không sợ đâu, đến Bồ Tát tao còn chẳng sợ nữa là. Em thề, nghe xong nó ối rồi ôi lắm, nhưng mà sáng tỉnh vẫn không có gì, nên em cứ kiên cường ở được một năm. Ngày nào cũng mơ, chưa ngủ 10 phút cũng mơ thế, đến nỗi quen luôn, cứ đặt lưng xuống là em sẵn sàng niệm chú đại bi trong đầu. Tuy mấy người họ không động được vào em, nhưng khủng bố tinh thần thì cũng mệt lắm. Có bữa em không dám ngủ nữa mà đợi sáng mới ngủ. May hồi đó học chiều nên là cũng đỡ. Rồi xong, tiếp theo em có bạn về ở chung, vừa share tiền trọ lại còn có người ngủ cùng đỡ sợ, mà con bạn em nó cũng mơ ghê như em, mà thiếu em cái là nó không dám ngủ ở phòng, nó sang phòng bạn nó ngủ luôn. Có hôm em với nó bàn nhau để tỏi trên giường, cụ thể là dưới gối. Cái đêm đó em mơ mấy ông bà già lên bảo em là Phật tao còn không sợ mấy cái tỏi này tao sợ gì. Xong mấy ông bà ấy cười lên ha ha sung sướng ấy, còn cầm củ tỏi chơi chơi. Sau đó đêm nào tỉnh dậy, em cũng thấy củ tỏi ngay trước mặt, mà trong khi mơ xong em sợ đã bỏ hết tỏi đi rồi. Kết quả là suốt ngày ăn rau muống xào tỏi vì các cụ mang ở đâu về. Rồi, một ngày em bực mình và buồn chán quá vì tình trạng này. Các cụ, lần này các cụ không chơi du kích luân phiên nữa mà tổng tiến công em. Trước mỗi ngày một vài cụ lần này thì lên hết luôn. Vậy em vào giữa, cách xong các cụ kiểu hát bài nối vòng tay lớn mà cho em ở trung tâm ấy. Mà dạo đó em đi học với xin đi thực tập nên mệt. Đầu năm ba, các bác chắc biết ai cũng mông lung nghề nghiệp. Kiểu tâm lý mình chả biết gì, sau có xin được việc không, nên kiểu stressy. Kết quả là em xin đi thực tập cùng bạn. Sáng 5 giờ dậy các thứ rồi bắt xe buýt. chưa có hôm còn không kịp ăn trưa mà vào học luôn không là muộn. Lương thực tập, à trợ cấp thực tập có 5k một buổi sáng. Vì dạo y mệt nên đêm em ngủ say. Say mà vẫn mơ. Mệt thế mà các cụ lại còn chơi lấy đông hiếp ít. Em mệt quá chả cả đọc được chú đại bi nữa mới nói. Thôi các cụ muốn làm gì thì làm đi. Con mệt lắm rồi. Buồn ngủ lắm ạ. À. Các cụ nhanh nhanh cho con còn ngủ. Ờ chả vui gì cả. Nói thế thì còn nói làm gì nữa, mặt các cụ tiêu nghỉu. Xong các cụ tán ra không nắm tay nhau nữa. Kể từ đó, em không bao giờ mơ thấy các cụ cho đến khi em chuyển đi thực tập ở Sầm Sơn. Các cụ vui tính lắm. Chuyện hồn ma lang thang. Cậu chuyện xảy ra vào tháng 8 năm 2023, đó là thời gian mà bắt đầu tháng 7, cô hồn. Giai đoạn đó, trong họ nhà tôi có người thân trong gia đình của thằng L. Cụ thể là mẹ nó bị mắc bệnh và cần phải xuống Hà Nội. El phải ở nhà một mình nên nó đã rủ tôi cùng với bốn thằng khác là thằng Ha, Ku, T và thằng V. Chúng tôi đã lên nhà thằng L từ rất sớm và sáu thằng đã nghĩ rất nhiều trò để chơi liên quan đến tâm linh. Bắt đầu là trò chơi ma lon. Ban đầu dụng ý của bọn tôi là để trêu thằng V vì nó là thằng nhát gan nhất trong sáu thằng. Bọn tôi sử dụng móc câu và móc vào dép nó, sau đó đốt hương cầu nguyện để tăng độ tâm linh. Sau đó chạy nhưng về sau vẫn bị nó phát hiện và chửi từng thằng một ra bá thấy trò chơi không thành chúng tôi quyết định chơi ma đói cùng nhau gõ bát nhưng cũng không thu được kết quả gì lúc đó là ở nghĩa địa được một thời gian khá lạnh và cũng ớn mấy người bọn tôi bèn rủ nhau về nhà trong lúc đó thằng el và tôi liền chửi lên chả có ma cỏ gì đâu chúng mày cứ phải sợ làm gì sau đó mấy thằng cùng nhau về nhà thằng el để sắp xếp chỗ ngủ Đêm đó cũng khá vui. Chúng tôi đàn hát cười đùa đến đêm khuya. Lúc đó đã là 12 giờ đêm. Và thằng A nhà bên cạnh cũng đến để ngủ. Cùng số lượng tăng thêm từ 6 lên 7 người. Lúc đó sự tự tin của chúng tôi cũng đã rất cao. Và vì không ngủ được, nên thằng Cư và thằng T rủ cả đám đi chơi nét gần nhà. Sau đó sẽ trở về nấu mì ăn. Cả đám ra chơi nét. Đến 2 rưỡi đêm, một số thằng đã rất buồn ngủ và đói, nên cả đám cũng rủ nhau về để nấu ăn sau đó đi ngủ. Nhưng thằng Ve và thằng hát vì vẫn còn muốn chơi nên hai đứa nó bảo chúng tôi về trước và chúng nó sẽ về sau cùng. Vì hai thằng nó cũng khá nhỏ tuổi nên tôi và thằng El ra ngoài cửa đợi hai thằng nó về và mở cổng luôn cho chúng nó. Được 30 phút sau, tôi và thằng El đứng đợi thì thấy có một thằng dáng người y chang thằng V đứng bên kia đường cạnh cột điện. Tôi và thằng El đều thấy, nhưng lơ đi như không biết nó, nó cứ đứng nhìn tôi và thằng L. Tôi bèn nhìn kỹ lại và khẳng định đó đích thị là thằng Vè. Vì cả kiểu tóc vóc dáng hay thân hình quá khổ của nó không thể nhầm lẫn đi đâu được. Nó đứng và nhìn vào hai thằng bọn tôi một lúc lâu rồi sau đó thằng L bỗng thốt lên một tiếng. Ui! Tôi liền nói. Cái gì thế? Thằng L liền quay ra hỏi tôi. Mày cũng thấy à? Tôi đáp. Đúng rồi thằng Vè hay sao ý? Thằng L bảo. Tôi cũng thấy thế hình như thằng vợ. Sau đó, ánh đèn điện thoại từ phía trên dọi xuống là hai người tôi vào thằng L liền nghĩ. Đó chính là người lớn hay các bác an ninh nghĩ thằng Va là ăn trộm nên xuống để xem nó. Bọn tôi không thể nhịn được cười. Nhưng chớ trêu thay đó lại là thằng Vi và thằng Hạ đi bộ từ phía trên xuống. Lúc này tôi vào thằng L dùng mình, nhưng tôi vẫn gượng hỏi. Ô thằng Vi, anh vừa thấy mày chạy xuống dưới cơ mà sao nhanh thế? Những hai thằng đáp hồn nhiên. Đâu bọn em mới dưới quán nét về mà. Lúc này, tôi với thằng L chỉ còn biết im lặng và nổi hết da gà. Tôi còn rợn cả tóc gáy, bọn tôi hỏi chúng nó. Thế thế, chúng mày có thấy ai ở ngoài, đi xuống dưới? Chúng nó chỉ đáp lại. Giờ này làm gì còn ai ở ngoài nữa anh? Em với thằng Há đi một mình sợ mà quá. Đến lúc này thằng L chỉ còn biết chạy lên nhà. Tôi, thằng Vơ và thằng Há đóng cổng và chạy lên theo. Ai cũng hoảng hốt. Tôi ngồi lại kể toàn bộ sự việc cho cả đám và ai cũng dùng mình. Có lẽ là do tôi và thằng L đã phạm phải điều gì hay chăng? Câu chuyện cũng đã kết thúc từ đó, nhưng khi nhớ lại thì tôi và thằng L vẫn rùng mình và nổi da gà. Chuyện Ma dưới đáy lò khai thác than Hôm nay tôi kể mọi người nghe vài câu chuyện ma dưới đáy lò sâu chỗ tôi khai thác than. Nó không giống như những gì mà chúng ta được biết. Cái nghề khai thác than sâu dưới lòng đất năm nào mà chẳng có nhiều người chết do tai nạn lao động. Báo đài cũng đăng nhiều rồi hồn người có ra được khỏi lò không? Thì tôi nghĩ là không. Và tôi đi làm dưới đáy lò sâu cũng nhiều chuyện giờ khóc giờ cười từ đấy mà ra. Cầm cái sẻng như triệu tử cầm đao, đi xúc than như rồng bay phượng múa. Ôi dồ ôi, mệt kinh khủng. Đợt tôi vừa mới đi làm, đợt ấy đi ca một thì cuối ca tôi với thằng em Cường hai anh em đi ra thì gần đến cửa lò chợt thấy mùi hương. Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi, hai anh em nhìn nhau trong đầy sự khó hiểu. Đi ra thì thấy thầy pháp cung bái các kiểu, thì tôi mới nhớ là gần đây vừa xảy ra một vụ tai nạn và có người mất trong lò. Tôi không về mà hóng hớt xem mới biết đây là gọi người mất về nhà. Thấy người nhà ngồi mấy người, đang ngồi thì thấy một cô cứ giật giật xong là đi, rồi tự nhiên chạy thẳng ra chỗ điếu cày bắn mấy ve liên tục. hút xong thầy hỏi, thì vong kia mới bảo là tao thèm thuốc lào quá trong đấy không được hút, nhưng tao không về được đâu có mấy thằng đứng ở cửa lò, nó cứ giữ tao lại thôi. Nói chỉ chỉ về phía cửa lò nhưng không có ai cả. Xem đến đấy thì em Cường dục tôi về, còn tắm rửa cơm cháo, và lại nó cũng sợ. Xong vừa đi nó vừa kể, lò này chết mấy người rồi. Chắc cái ông kia bị mấy ông chết trước, giữ lại không cho ra. Có vãi gạo dài muối từ chỗ chết đâu mà về được. Người ta tai nạn giao thông ngoài đường gọi mãi còn không về được nhà. Huống chi là trong lò. Tôi cũng gật gù rồi. Cường kể tiếp, đợt em đi thực tập cũng ca một này. Đi lắp đặt, tầm 12 giờ trưa, em đang ngồi ở tời nghỉ ngơi, thì có ông nào ấy mặt đen xì xong cứ gạ em nhảy cầu tượt, là nhảy máng tải than, nhảy máng này thì tương đồng với tự sát. Em bảo là ông bị điên à? Nói xong thì ông ấy nhảy xuống cầu tượt, xong mất hút, em hoảng lên, chạy ra chỗ ông dẫn em đi rồi trình bày, thì ông ấy bảo là mày gặp ma rồi đấy, Chứ đường này chỉ có em với ông ấy, lắp đặt cụm thiết bị chiếu sáng, chứ có ai nữa đâu. Thế là lúc ấy, em hoảng cực, xong ông ấy đi đâu là em đi đấy, không dám đi xa. Tôi nghe xong cũng sợ rồi, nhớ đến đợt mới đi làm thì mấy ông công nhân cũ có hỏi tôi là: "Mày có sợ chết không em?" Làm tôi thêm trầm ngâm hơn. Nhưng đời mà, không làm thì biết lấy gì mà mưu sinh giữa cái thành phố phồn hoa này đây. Hay tuy là sợ đấy, nhưng vẫn phải làm thôi. Với chúng tôi than không phải là màu đen mà là màu của máu và nước mắt. Làm được một thời gian thì phân xưởng tôi chuyển diện là đi một chỗ khác có than. Thì mọi người bảo nhau là diện chúng tôi chuyển sang này có 9 người chết rồi. Một vụ 7 người chết do cháy lò và hai người khác chết đột tử hay gì thì không rõ, rồi sau đó đóng lò này lại. Tôi cũng được nghe kể vậy thôi. Lúc tôi đi làm thì anh Duy có kể là trước anh làm ở diện này rồi rồi anh chuyển phân xưởng về kia, rồi vòng vèo, sao lại về lại diện này? Tôi cũng lan man hỏi, thì anh Duy kể, sáu người chết trong lò và người đưa đi cấp cứu, nhưng bỏng nặng quá nên không qua khỏi. Trong vụ bảy người, và một ông thì kiểu bị đột tử hay sao ấy, lúc ấy đi làm cùng nhau bình thường. Xong ông ấy bảo quay ra lấy đồ, nhưng thấy đi lâu quá mọi người đi tìm thì thấy tay cào dưới nền đất đá đến mức tuét hết tay và người thì kiểu quằn quại lắm, rồi người cuối cùng thì trực chạm dưới lò thì chết. Đợt đấy anh đến chỗ chạm ấy ngồi nghỉ, thấy cứ lạnh hết cả người, xong tay chân bùn rùn rồi sờn da gà hết lên. Ông thợ lò đi qua thì bảo chỗ ấy là chỗ nó chết hôm qua ấy. Anh sợ tái mặt rồi đi làm thì kiểu cảm giác cứ như có người theo mình ấy. Thi thoảng còn có cảm giác có người đứng sau nhìn mình rồi vỗ vai mình nữa cơ. Cảm giác lạnh lẽo và nó ma mị lắm. chuyện bác mất và câu chuyện đằng sau cái chết đó có thể tất cả mọi người đều không tin sự thật là sẽ xuất hiện vong linh người chết giữa ban ngày nắng cháy nhưng câu chuyện mà tôi viết sau đây là câu chuyện hoàn toàn có thật mà tận mắt tôi chứng kiến bác tôi qua đời vì tai nạn giao thông một chiếc xe container cáng qua người lúc bác mất hai mắt trợn ngược lên dù ai có làm gì cũng nhất định không chịu nhắm lại Gia đình có ra chùa hỏi, nhưng sư thầy cũng bó tay. Về sau nghe một bà thầy cúng bảo rằng, bác tôi không nhắm được mắt là do lúc tai nạn bị mất một ngón tay. Cái này gia đình có biết, nhưng ngón tay đó đã bị ô tô cán dập nát không tìm lại được. Nghe lời bà thầy cúng, mọi người làm một ngón tay giả bằng giấy bồi, lắp vào cho bác và vẫn quyết định khâm niệm, cho dù không có cách nào khép được mắt bác lại. Trong đám viếng, mỗi khi có người nhìn qua ô kính quan tài để trông bác tôi lần cuối, mắt bác lại trợn trừng lên nhìn lại. Có người yếu bóng vía còn bảo thấy con người bác đảo đảo như muốn đe dọa điều gì. Sau khi bác mất được ba ngày, mọi người ra làm lễ viếng mộ. Trong lúc mọi người đang loay hoay thắp nhang và cúng hoa quả, mấy ông anh họ tôi chạy xung quanh dọn dẹp và thắp hương cho các mộ bên cạnh, không quên lầm nhầm. Ba con về làm hàng xóm với mọi người mọi người ở đây có gì nói chuyện với ba con cho đỡ buồn nha bất ngờ đứa cháu con của anh họ tôi hét lên nội về nội về rồi bác tôi là ông nội của nó cả nhà sừng người nhìn nó rồi nhìn quanh không thấy ai quay sang la nó nội về đâu mà về con đừng có phá nội la đó nhưng tự dưng nó khóc lớn lên kiểu như gặp phải chuyện gì đó bất ổn lắm càng lúc khóc càng to nghĩ là trẻ con bị say nắng Cả nhà dìu nhau vào gốc cây ở gần căn miếu nhỏ ở Nghĩa Trang ngồi nghỉ. Mọi người hỏi và dỗ nó, nhưng nó không nói gì, chỉ dấm rứt khóc. Nhà tôi cũng hơi rờn rợn, vì trẻ con tâm hồn trong sáng lại yếu bóng vía. Chuyện trẻ con nhìn thấy ma mà người khác không thấy là điều bình thường. Tầm 3 phút nó chỉ tay vào một góc mộ và nói, nội kia kìa. Lúc này mọi người mới tá hỏa nhìn vào. Anh họ tôi, con cả của bác, đang ngồi ở trong đó, hai mắt trợn ngược nhìn lên, không chớp mắt. Y như cái ngày bác mất, nước mắt chảy đầm đìa, người rung bần bật như lên đồng. Bị ma nhập rồi. Cô tôi hét lên rồi quỳ xuống vái như vái sao. Đứa cháu khóc rẽ lên còn to hơn. Hai bà chị dâu tôi yếu bóng vía ngất ngay tại trận. Người nhà tôi lần lượt ngồi thụp xuống khấn khấn gì dầm. Bác ơi, bác sống khôn thác thiêng về phù hộ cho con cháu, chứ đừng dọa nạt mọi người. Bất ngờ lúc này bà chị tôi, bà này có căn có quả, cũng hay đi chùa khấn vái. Bất ngờ lao lên. Đẩy ông anh ra nằm nghiêng, một tay bà lật ngửa đầu ông anh ra phía sau, nâng nhẹ hàm trước, một tay thò vào miệng ông ý móc móc. Ông anh họ, tôi bất ngờ nôn thốc nôn tháo rồi thở hổn hển, mắt mũi nhắm nghiền, mồ hôi vã ra như tắm. Mọi người chạy lại đỡ thì thấy người ông ý lạnh ngắt như vừa đi từ âm phủ lên. Đỡ anh ấy lại căn miếu, bác tôi quạt quạt tờ bìa cho thoáng khóc khóc mếu méu may mà có con nhung tên chị họ tôi làm phép không thì chắc ông ý không tha cho thằng đạt lúc ông ấy mất chính thằng này nó đòi trôn ông ấy mà không chịu đi tìm ngón tay xong còn để cho bố nó chết trợn cả mắt lên nữa giờ bị ma nhập giữa ban ngày quả báo chưa con ơi chị tôi bình tĩnh nhặt cái xi lanh ở góc hàng rào lên ma nhập cái nỗi gì có mà ma túy thì có lúc này cả nhà mới ngã ngưa ra là ông anh tôi nghiện mấy năm nay rồi hôm bác mất mải lo việc hậu sự nên chưa kịp trích thuốc giờ lên cơn vật quá mới lẻn ra sau mộ làm một liều nào ngờ lóng ngóng nên bị sốc thuốc cũng may có bà chị tôi nhìn phát biết ngay là ma túy nhập chứ không phải ma thường nên nhanh chóng sơ cứu chứ nếu mà cứ quỳ sụp xuống khấn vái với nhau hết thì giờ khéo ông anh tôi cũng theo bác lên trầu rời một đôi rồi xong lại đổ tại cho trùng tang các bạn ạ à, ma gì thì ma chứ đúng là ma túy mới là đáng sợ hơn cả chuyện Ký túc xá có mà Năm lớp 10, mình 14 tuổi Lên học ở trường chuyên trên tập phố Cách nhà hơn 50 km Thế nên bố đã đăng ký cho mình Ở trong ký túc xá Tâm lý trẻ con đi học xa nhà Mình vừa vui vừa lo Vui vì được đi xa nhà Nói thật lúc đó được đi học trường chuyên Lại đi xa đó là một sự vi diệu ấy Cảm giác nó thú vị, sung sướng mình ở phòng D1, trong phòng mình có 6 người đến từ các huyện khác nhau trong tỉnh. Cảm giác từ một đứa nhà quê lên thành phố lại ở môi trường văn minh nên thích lắm. Dù ở xa nhà nhưng cuối tuần mình lại về. Dù ở xa nhà nhưng cuối tuần mình lại về. Học tập các thứ cuốn theo là mình không nghĩ nhiều. Chỉ là có điều, từ ngày ở trong ký túc xá ngày nào, mình cũng bị bóng đẻ. Thậm chí là ngủ trưa, nằm nghiêng cũng bị bóng đẻ. Cảm giác ấy đáng sợ lắm. Trước đây lúc nhỏ chưa bao giờ mình bị như thế, Hồi nhỏ mình hay đọc báo nên biết bóng đẻ là do phần não bộ không ăn khớp với nhau giữa ý thức và vận động, hoặc có thể nằm vào điểm từ trường gì đó. Rồi bị nhiều thành quen, đúng là thành quen thật vì lúc mới bị thì sợ vùng vẫy, còn bị nhiều thì thả lỏng, qua thời gian một lúc là nó hết. Có điều ai bị bóng đè cũng sẽ hiểu. Nó giống như bản thân sang một vùng không gian thời gian khác. Các bạn có thể cảm thấy nó xảy ra cả tiếng, lâu, đằng đẵng nhưng hóa ra từ lúc nhắm mắt đến lúc khỏi bóng đẻ, chưa đầy 3 phút. Khi học được hơn 1-2 tháng gì đó, thì bắt đầu có khảo sát. Mình có nhờ bạn trong phòng gọi dậy buổi sáng để học, mà khoảng tầm 4 giờ thì gọi. Cứ sáng nghe tiếng A một bạn trong phòng gọi, thì mình tỉnh dậy. Thi khảo sát xong mình bảo, Ơ à ơi, thi xong mấy hôm rồi không phải gọi tớ dậy nữa đâu. Hồi đó vẫn còn xưng cậu tớ, bạn, tớ chứ mày, tao là lên đại học mình mới xưng. Nói xong cái nó làm câu mình điếng người. Đâu, tớ gọi đúng một hôm thôi, có gọi gì đâu. Lúc nghe mình không thấy gì đâu. Não chưa nảy số mà. Chỉ nghĩ là do bản thân học nhiều ám ảnh thôi. Nhưng không, cho đến tận khi mình ra khỏi ký túc xá, cái giọng của A vẫn gọi tên mình lúc 3 giờ sáng. Chính xác là 3 giờ sáng. Luôn luôn là tơi, Dậy học đi. Thiết nghĩ con ma này chắc cũng muốn mình học lắm. À, hồi trước còn hay nghe tiếng bên tai, là tiếng người thân nói như nhắc trước tương lai mà sau độ 2 đến 3 ngày sau lại có người nói lại với mình. Ví dụ tai mình nghe thì thảo giọng người D nói về chuyện ABC thì y rằng vài hôm sau gặp người D nói lại y hết. Sau này mình mới biết hình như nó là ảo thanh. Gặp trường hợp này mình rất sợ, hoang mang. Tại vì không hiểu sao từ bé mình thi thoảng cũng mơ đuổi nhau với ma rồi. Chỉ là không ghê thôi. Xong nghe chuyện người này người kia hóa điên cũng sợ. Mình kể với mẹ thì mẹ mình bảo mua một gói bánh về thắp hương xin gia tiên che chở. Từ đó mình không nghe thấy tiếng người ồn ào bên tai mà cứ 5 giờ sáng lại nghe thấy đúng 3 tiếng như tiếng chuông chùa ngân dài. Ở đâu cũng nghe thấy một thời gian rất dài. Rồi nó biến mất lúc nào mình cũng không rõ nữa. Chuyện còn chưa hết, đáng sợ nhất là một lần được nghỉ hai ngày. Ký túc xá chỉ còn lại vài người ở. Thật sự thì lúc đó mình thấy hoang mang lắm nhưng lần ý bố mẹ đi đâu có việc nên mình không về nhà. Đại loại là thế. Đêm ý là mùa đông lạnh, đúng dịp lạnh nhất. Có hai bác bảo vệ đêm nào cũng đi điểm danh quân số. Hôm ý tự nhiên bác ý hỏi là, ở lại một mình không sợ ma à? Bác chả nói không sao, nói xong, mình lại sợ. Đêm đó, mưa xong sấm sét tối loe ngoài trời. Mình vừa chùm chăn đi ngủ, thì đèn học vụt tắt, vì cứ 10 giờ là phải tắt hết đèn tiếp đi mà. Xong thì, mất điện tối om ở ký túc xá cứ sấm sét mưa bão là Actomat tự động nhảy sập để tránh tai nạn về điện ấy. Rồi xong, quả này mới sợ. Trên bàn ở giữa phòng có một rổ chanh. Rõ ràng có thành cao, nhưng quả chanh lại nhảy ra rơi xuống đất. Không hiểu điên rồ thế nào, mình còn soi đèn pin ra nhặt quả chanh vào. Giờ nghĩ lại, đúng là tuổi thơ ngu dại hay kiểu đơ não ý. Còn ra nhặt ba lần, mà đâu phải một quả, mấy quả ý chứ. Xong tức quá không nhặt nữa đi ngủ thì nó không ném chanh nữa. Rồi xong vừa nhắm mắt lại thì nó kéo chân mình. Người này to lớn, nguyên một màu đen và mình không thấy đầu. Sấm tỏi loe thì mình thấy mặc quần áo dàn gì ấy, cơ mà mình không phải nhìn bằng mắt. Vì rõ ràng là mình nhắm mắt mà. Mình nằm co ro ở giường mà nó còn đòi lôi chân mình đi. Nó lôi mà mình cứ dãy mãi dãy mãi sợ hú hồn. Trong đầu mình bảo là, ôi toi rồi. Quả này đúng là chết thật rồi. Phải chăng mấy người đột tử là do như thế này? Thấy xong rồi mệt quá, mình bảo nó là Thôi sống chết có số, sinh tử do trời. Tao sống tốt nên không thẹn, chả sợ cái gì hết. Đấy nói thế xong, cái nó thả cái chân mình ra luôn, xong mình tỉnh dậy. Tỉnh dậy lại là loanh quanh 3 giờ. Nhưng từ đó, cứ 3 giờ mình mở chừng mắt không tài nào ngủ được. Suốt nhiều năm. Dài lắm. Cứ 3 giờ thức đến sáng hoặc thức đến 5 giờ mình mới ngủ lại được. Có khi ở một mình thì mình phải thức cả đêm đợi đến 5 đến 6 giờ sáng mới ngủ được một lúc. Không phải là không cố ngủ, mà là cứ ngủ nó lại buồn buồn ở chân như có cái gì bò vào. Mỗi tháng phải bị cả chục ngày luôn. Mà hay lắm, soi không thấy có gì luôn, không có kiến cũng chả có con gì. Sống lâu cũng quen, năm 2013 mình biết đến chú Đại Bi nên đọc. Đọc xong cũng đỡ, vì không mơ thấy ma làm gì, mình mà mơ thấy mình đập ma lúc thì cầm sẻng đập mà, lúc thì cầm búa, lúc thì đánh nhau, chửi nhau, lúc thì rượt đuổi, bay lên bay xuống, đốt bùa các thứ như thật. Đến khi lên đại học, vẫn hay mơ thấy ma thách thức nhau lắm, kể thì dài. Trước kể cái chuyện thời cấp 3 trước, đúng là người lúc nào cũng mệt mỏi lơ mơ, chẳng thể hiểu nổi nữa. Mãi đến khi lên đại học hay đi chùa, đọc kinh thì đỡ hơn, mà đến tận lúc đọc kinh địa tạng, em mới có giấc ngủ đúng nghĩa sau bao nhiêu năm. À còn có cả giấc mơ dài như phim, mơ hết đêm này đến đêm khác như phim. Hình như đó là thời Pháp thuộc thì phải. Đại loại là lúc mà còn chiến tranh ý. Đấy là lý do em viết mấy chi tiết trong chuyện cũng hơi ghê. Toàn là trong mơ em gặp cả. Mà cũng không mô tả được cái độ sợ trong mơ em gặp ra thành chữ được. Câu chuyện Ngôi mộ bên đường Mấy hôm mưa gió, bão lũ, nghe tin sạt lở khắp nơi. Sinh nhật thằng Ín thì trời lại tạnh giáo. Mình và con bạn tranh thủ hết giờ làm việc về tắm giặt mà cấp xong qua chỗ làm của In rồi cùng nhau vào một quán cà phê vườn tổ chức sinh nhật tại đấy. 10 giờ tối, In về chỗ trực ở trong làng, cách trung tâm hơn chục cây số. Mình cùng con bạn đèo nhau ngược trở ra phố. Đường đất, chẳng đèn đóm, hai bên đường là tre và cây dại, bụi mù mịt. Bỗng trời đổ mưa, cơn mưa nhanh và to rào rào chút xuống, hai đứa vẫn đi cố để về. Nghĩ trời quang nên không mang áo mưa, hai con ướt hết. Qua từng ổ gà, ổ voi mình này tung lên như làm xiếc. Rồi bỗng xòe, tiếng xe trượt bánh trên đường, xoay lăn ra. Mình thấy người bay lên cao rồi rơi xuống. Toàn thân đau điếng, đầu cũng in in như có ai gõ chuồng bên tai. Sau đó không biết gì nữa. Cũng chẳng biết bao lâu thì mình tỉnh, cảm giác đau như tử. Mình lần lần gượng người dậy, nhìn xung quanh mịt mù bóng tối, tiếng mưa hòa vào tiếng gió xào xạc. Con đường giờ đang sũng nước, vàng sụa màu đất. Tiếng động cơ xe máy vẫn vang lên rỉn rỉn. Đèn pha chiếu xa xa, mình thấy tiếp là chỗ ngoặt của con đường. Hai bánh xe vẫn dơ lên không trung quay quay. Chẳng nhìn thấy con bạn đâu. Mình vịn vào tảng đá bên cạnh để đứng dậy. Nhưng chưa kịp đứng lên thì nhìn lại thấy mình đang dựa người vào một ngôi mộ. Tay đang bám vào bát hương, cắm đầy chân hương nhuộm đỏ sau bát hương là một bức hình và dòng chữ mà mình không đọc được. Nhưng chắc hẳn người trong ảnh là nam vì mình thấy tóc họ được cắt ngắn. Mình loạn choạng đứng dậy, bò lồm cồm về phía trước, tìm con bạn lay, gọi, khóc. Nó lò dò ngồi dậy rồi kêu. Đau đầu quá. Mình gào lên, gọi thằng Ín đi, gọi nó đi. Rồi mình mở điện thoại ra. Hằng bao nhiêu cuộc gọi nhỡ của Ín. Mình lập cập gạt sang nhưng vì sợ hãi và mưa ướt màn hình nên không mở được ra gọi cho nó đang luống cuống và hoảng sợ thì tiếng xe máy từ xa tới cùng ảnh đèn xe sáng rõ dần thì ra là thằng ân nó nhảy xuống xe quát biết ngay mà gọi bao nhiêu cuộc hỏi xem về đến nhà chưa mà không thấy đứa nào nghe máy tớ phải chạy ra xem thế nào mình lao vào ôm chặt thằng Ín, úp mặt vào ngực nó khóc nức nở run rẩy đi về đi cho tớ về không về thì ở đây làm gì thằng Ín cào nhào rồi cả ba đứa kéo nhau về chỗ trực của nó trời vẫn mưa lụt nên không thể đi tiếp. Đành ở lại phòng tiếp dân, quần áo bê bết bùn đất và ướt sũng như vậy. Mình kể chuyện đã thấy một ngôi mộ bên đường và hỏi thằng Ín thì nó chỉ cười nhạo, "Đường người ta đi, ai cho làm mộ bên cạnh như thế." Thần hồn nát thần tính, cứ liên thiền, mặc cho mình giải thích như thế nào, cố gắng nói cho chúng bạn hiểu là mình đã ngã dựa vào ngôi mộ nhưng chẳng đứa nào chịu tin. Con bạn còn nói, "Tớ cũng ở đây, sao không thấy mộ nào?" Bạn ảo tưởng quá rồi. Rồi nó xếp mấy cái ghế cạnh nhau nằm nghỉ. Còn mình sợ hãi, khóc lóc, kề lề mãi, không dám nằm xuống. Thằng Ín kéo thêm ghế, dựa vai chốt ngả đầu vào, quàng tay qua, vỗ vỗ cho tôi an tâm. Hai đứa ngồi ghế như thế cả đêm. Sáng hôm sau, sếp của Ín cũng đến. Gặp ba đứa, anh cười cười trêu. Nếu mà là hai người dân bị tai nạn do mưa bão, thì đồng chí viết báo cáo giúp tôi. Còn nếu là người yêu đi chơi bị mưa không về được, thì thôi nhé. Mình thấy đau toàn thân, đau đầu và người nóng bừng bừng vì sốt mắt lờ đờ. Mình vẫn cố đứng dậy chào anh và hỏi về việc có một mộ bên đường, cách đây khoảng 3 đến 4 km, bên kia đường là cái hồ. Nhưng mình chưa kịp nói hết thì thằng Ín kéo tay xin phép đưa về. Trên đường về, đi qua chỗ hôm trước ngã, tuyệt nhiên không thấy ngôi mộ nào. Sau đấy một tuần, mình vẫn thường xuyên hỏi thằng Ín về ngôi mộ bên đường. Mình giận dỗi, ép nó đi hỏi vì mình có thể nhìn nhầm, nhưng chắc chắn khi chạm tay vào ngôi mộ và bát hương là cảm giác thực sự. Nửa tháng áp dụng chiến thuật ngày nào cũng hỏi, thằng Ín cũng gặp mình nói chuyện. Nó ngập ngừng kể. Dân ở đấy cũng nói, trước có một bác nông dân dòng xe trâu chở ngô thóc về, qua đoạn có hồ cá, bánh xe bị trượt xuống ổ voi và lật xe trâu đè lên người bác đấy. Nhưng chuyện lâu rồi mà nhà người ta đã đưa về lo hậu sự. Không ai xây mộ ở đấy cả. Mình nghĩ rằng người đó hợp tuổi nên muốn bắt mình thế chỗ. Nhưng thằng Ín lại cho là người đó đỡ mình một mạng. Nếu không thì có thể hôm đó mình không còn dậy được. Chẳng biết là thực sự do vì sao nhưng mình cũng không dám đi qua con đường đấy nữa. Dù thằng Ín hứa và đảm bảo là có việc gì, nó sẽ sang đón và đưa mình về tận nơi. Quý khán giả vừa rồi đã nghe hết series những câu chuyện tâm linh phần 8. Hãy ấn like và đăng ký kênh giúp kênh sớm đạt 2.000 lượt đăng ký nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.